Xin chào tất cả các bạn và các bạn thân mến, ngày hôm nay mình sẽ mời tất cả các bạn cùng trải nghiệm và tham quan shop đàn Key Music với những cái mẫu đàn piano rất là tuyệt vời mà giá rất là hợp lý trong cái dịp đầu xuân năm mới năm 2021 này. Và hầu hết gần như phải đến 95% là hàng của nội địa của Nhật Bản và đều được bảo hành từ 1 cho đến 5 năm dành cho tất cả các mẫu piano. Và như bên tay phải mình đây là một cái mẫu đàn piano CVP83 hàng nội địa của Nhật. Và cây này thì là được hệ thống nhạc cụ Key Music phân phối. Và những cái mẫu đàn của Yamaha như thế này thì dường như là rất là đáng mua trong cái tầm giá khoảng tầm trên dưới 10 triệu một chút và dành cho những người mới tập chơi. Và các bạn nhớ nhé, khi mà các bạn mua piano thì các bạn hãy chọn những cây đàn mà phím thứ nhất này, cái độ nảy của nó vừa phải và nó không bị nặng quá này, và nó cũng không bị rít quá, và nó cũng không bị nhẹ quá, nó gọi là tầm vừa vừa thôi. Và đủ 88 phím, như thế này là đủ quãng dành cho tất cả các bạn mới tập chơi. Một cây đàn thì nó có đủ tất cả rất là nhiều chức năng. Ví dụ như là đây là tiếng piano, các bạn có thể nghe tiếng piano của nó nhé. Mình sẽ thử cho các bạn cùng nghe. Cái đàn này thì được bảo hành trong vòng 1 năm và được tặng kèm combo full phụ kiện. Và tiếp theo đó thì đây là một cây đàn cây cọc Concert C3000. Cây đàn này thì còn rất là mới, mới khoảng 90%, hàng nội địa của Nhật, rất là chắc chắn nhé. Nắp đậy của nó này đấy, và đây hoàn toàn là chữ Nhật nhé, các bạn có thể nhìn thấy đây là chữ Nhật hoàn toàn. Đây, chỗ này là chữ Nhật hoàn toàn, các bạn có thể nhìn thấy nhé. Rồi tiếp theo, đây là một sản phẩm các bạn có thể nhìn thấy, đây là một cây đàn là màu gỗ tự nhiên, vân gỗ rất là đẹp luôn, màu nâu gụ. Đây là cây Samix, thương hiệu của Hàn Quốc nhé các bạn nhé. Đây là một cây đàn piano cơ đấy. Showroom thì ở 458 Trương Định Hoàng Mai, Hà Nội. Như ở tiếp theo đây thì đây là một cây đàn là gì nhỉ, Yawinstor, hàng ngoài dòng, cũng là hàng nội địa của Nhật Bản và còn cũng rất mới luôn, đủ 3 pedal nhé. Rồi sản phẩm này, đây là một cây Roland, Roland 2007. Mẫu này thì bán rất là chạy này, những cái mẫu tầm tiền giá rẻ như này bán rất là chạy. Bây giờ mình sẽ thử cắm điện của nó. Các bạn phải cắm qua cục đổi nguồn 110V và dùng điện 110, hàng nội địa của Nhật mà. Và bây giờ mình sẽ test thử gì nhỉ, gọi là 88 phím của nó cho các bạn cùng nghe nhé. Âm thanh này. Rồi đây là nút nguồn này. Phím của cây đàn đều âm thanh đều rất ok. Và các bạn cùng nghe thử âm thanh của nó, mình sẽ đánh thử một bài vào bài Giấc Mơ Trưa đi. Âm thanh rất là hay luôn. Cái dòng mà giá rẻ mà dành cho những người mới tập chơi này, phím ok này và giá thì rất là hợp lý. Thì các bạn muốn liên hệ mua sẵn những sản phẩm như thế này, các bạn hãy đến với cả hệ thống nhạc cụ Key Music. Showroom chính có rất là nhiều mẫu piano. Đó chính là tại số 458 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là một cây Casio VG201 này. Như cây đàn này thì dao động loanh quanh nó cũng chỉ tầm khoảng tầm giảm giá rồi, nó khoảng tầm 8 triệu, hơn 8 triệu một chút thôi. Đây là Casio AP60. AP60 này. Như bên này thì có rất nhiều mẫu piano cơ. Giá dao động chỉ từ khoảng, giảm rồi chỉ từ khoảng tầm từ 19 triệu dành cho piano cơ. Đây là một cây đàn Kawai
cây Kawai 170 này thì là phím gỗ nhé, các bạn thể nhìn thấy này, phím của nó bằng gỗ hoàn toàn, mô phỏng giống đàn cơ. Phím gỗ này thì con này 76 phím, giá thì chỉ khoảng hơn 5 triệu một chút thôi, sale rồi hơn 5 triệu một chút. Cọc C50 đấy, hoặc đây nữa, Columbia, mẫu Columbia, nắp đậy là các bạn có thể để một quyển sách lên đây, ví dụ là các bạn có thể để một quyển sách, một quyển giáo trình lên đây và để cho ngồi học nhé. Các phụ huynh thì có thể chọn cho các bạn nhỏ những cái đàn mà nhỏ nhắn như thế này để tập trong cái dịp đầu xuân năm mới năm 2021 này. Đấy, của nó sẽ đậy xuống như này và được tặng kèm đầy đủ full phụ kiện. Đây là một cây đàn Casio PX720, rất là nhỏ gọn luôn, phù hợp với gia đình các bạn nào mà có phòng khách nó hơi nhỏ một chút ở chung cư thì để cái màu sắc như thế này nhìn rất là nhã nhặn và rất là sang trọng luôn nhé. Đủ 88 phím, phím thì rất ok luôn. Đây là mình chưa cắm điện đấy. Bên trong này thì một vài mẫu của Yamaha, như bên trong này vẫn còn những mẫu đàn của Roland nữa. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy có rất là nhiều mẫu đàn piano điện và piano cơ, giá dao động chỉ từ 4,9 triệu cho đến khoảng 100 triệu, tại showroom 458 Trương Định Hòa Mai, Hà Nội. Và các bạn hãy nhanh tay đến với cả hệ thống nhạc cụ Key Music trong cái dịp đầu xuân năm mới năm 2021 này nhé.